Giống như cái clip này dù nói là vài tuần nữa sẽ có lập một cái đèn khánh cho nước Việt khi chiến tranh bớt có thê thảm, thì mong mọi người, mọi đệ tử con họ Thiên ngoài kia cũng phải vậy từ nay cho tới những ngày tháng kế tiếp, ngày nào cũng vậy, phải thắng cho nước Việt, thắng cho thế giới, sớm qua chiến tranh hết nạn tai, để mình trở lại đời sống bình thường. Mọi đứa con của ông trời đều có bổn phận phải sinh giùm cho những đứa con của ma quỷ, tụi nó không có biết khấn. Mà ở trên nói là cái trái đất này là cái nghiệp chung, khi chúng ta ở chung với nhau quả địa cầu 8 tỷ người thì mình biết mình phải khấn nhiều hơn bù lại cho những người đó. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, đó là những đứa con họ Thiên là phải như vậy. Từ đây cho tới lúc xảy ra chiến tranh, chứ đời xảy ra rồi còn khấn gì nữa, khấn. Đúng không? À, từng vài tuần nữa Kiệt với những người, những mấy đệ tử ở lân cận sẽ làm một cái đàn tràng rất là lớn để mà xin hội đồng chư Phật, xin cha xin mẹ cho nước Việt giảm sự chết đói, giảm sự tan tóc. Tại vì cái câu sấm mà quý vị đã cho là khi mà Trung Cộng nó thua biển đảo Hoàng Sa đó, nó giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh đó. Mình không có muốn Bắc Hà Đế Kinh mình bị đập sập thì mình khấn, thì Kiệt khấn thì chắc sẽ được. Tại vì Kiệt đã từng khấn cho cái đập Tam Hiệp của Trung Cộng đừng có bị bể, thì trên cũng đã cho nó không có bể tới ngày hôm nay, chứ không phải lúc đó nó bể rồi, hồi lúc mà lũ lụt nước Tàu ở bên Tàu. Cho nên ba cái nhang của Kiệt đó, nó rất là quan trọng. Nhưng mà song song đó, mọi người cũng cùng một chí hướng, tức là mỗi chúng ta đều có cái công đức, có cái nghiệp lành. Càng đông người thắp nhang chừng nào mình cứ như mỗi người mỗi cây nhang là như cây đuốc vậy đó, mình đốt cái màn vô minh của của trái đất này. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên quả địa cầu này, từ chiến tranh nạn đói trên tới, đều là do con người vô minh gây ra. Và cái ý tưởng của con người bây giờ nó rất là hung ác và hung dữ, nó không có thuần, không có thiện giống như thời xa xưa nữa. Thầy thì cũng thầy giả, làm cho Phật tử tu gà gù gà gật, bao nhiêu chuyện rất là không có nên làm mà họ cũng làm, gian dối lẫn nhau, lường gạt, cướp bóc, ăn chơi sa đọa. Những trẻ em ở Việt Nam bây giờ họ rất là không có hiểu ngày mai mình sẽ ra sao, họ chỉ biết bữa nay vui được là bữa nay vui thôi, thiệt là buồn. Thì hôm nay việc đọc một chút xíu lịch sử để cho họ biết là Trung Cộng đã có trận chiến với mình năm 1979, rồi năm 1985 88 cũng có trận chiến Gạc Ma, 74 họ cũng lấy Hoàng Sa, rồi 88 họ lấy Trường Sa. Đại khái thì hôm nay họ cũng sẽ vậy, và tự vì họ không phải là đánh Đài Loan không đâu, họ đánh luôn mình luôn á, chớ nói mà. Nhưng mà có một cái bây giờ là Kỳ Khánh làm cho anh Tập cũng hơi rung. Ở trên nói nó tính đánh Việt Nam nhưng mà nó đang suy nghĩ, nó không không biết có nên hay không. Đó là trên mới về cho biết là vậy thì cũng vui, tại đó ngày cứ lo khấn khấn ghét cho làm cho nó khủng hoảng tinh thần. Hello bạn. Dạ con chào sư phụ ạ. Ồ, chào, con khỏe không? Hên xui rồi, tại nhiều người gọi quá. Con ở đâu Con vậy? vui quá sư phụ ơi. Con ở đâu? Dạ. Con thành phố nào? Dạ con ở Thiện Nguyễn. Thị điểm ở bên Long Châu hả? Sao không đi ngủ? Bệnh mấy giờ? Dạ con mới đi làm về, dạ 9 giờ tối vậy sư phụ ạ. Ồ, Thị điểm 9 giờ tối thì bữa nay mình biết nha. Còn ở Mỹ 12 giờ trưa. Dạ con 9 giờ tối con mới đi làm về, vừa tới nhà đó, rồi con thấy sư phụ lên chung cho con căng con gọi. Con mừng quá À, sư phụ, chắc tối con ngủ không được á. tại livestream á, bây giờ cho hộ rảnh lúc nào lên lúc đó chứ không có tính theo giờ nữa.
Thì trên thế giới ai cũng là con của ông trời hết, ai cũng họ Thiên, nước Việt cũng vậy. Thì mỗi một lần lên nói chuyện là mỗi một đề tài bữa nay là chiến tranh đó. Rồi đề tài kỳ sau là những đề tài khác. Rồi con giữ gìn sức khỏe nha.